Kính thưa quý vị, gần đây trên cộng đồng mạng của chúng ta nổi lên quan điểm về việc cộng đồng mạng phản đối tiến sĩ Hoàng Chí Bảo liên quan đến những phát ngôn của ông có ý so sánh về Thích Trân Quang và Hồ Chí Minh. Về vấn đề trên đây, kênh Sự Kiện Mới của chúng tôi xin được xem xét từ nhiều góc độ. Mời quý vị nghe và cho ý kiến sau đây. 1. Tự do ngôn luận và trách nhiệm phát ngôn. Cộng đồng mạng có quyền bày tỏ ý kiến và phản đối những phát ngôn mà họ cho là không phù hợp. Trong thời đại hiện nay, tự do ngôn luận là một giá trị quan trọng, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm. Việc một nhân vật công chúng, đặc biệt là một học giả như tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, đưa ra phát ngôn so sánh một nhà sư với một nhân vật lịch sử quan trọng như Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và có thể gây ra những phản ứng mạnh mẽ. Đó là điều đương nhiên. 2. Tính phù hợp của sự so sánh. Sự so sánh giữa Thích Trân Quang và Hồ Chí Minh có thể bị coi là không phù hợp, bởi hai người có vai trò và ảnh hưởng trong các lĩnh vực rất khác nhau. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng có tầm ảnh hưởng lớn đối với lịch sử Việt Nam, trong khi Thích Trân Quang là một nhà sư với những đóng góp trong lĩnh vực tôn giáo. Cộng đồng mạng có thể cảm thấy việc so sánh này là một sự thổi phồng, có mục đích vụ lợi cá nhân. Với cương vị đáng tôn trọng của ông Hoàng Chí Bảo, phát biểu nhận xét thêu dệt, có cánh cho một người như ông Thích Trân Quang là không cần thiết hoặc thiếu cân nhắc. 3. Phản ứng từ cộng đồng. Việc phản đối từ cộng đồng có thể xuất phát từ sự lo ngại về việc tạo ra những liên tưởng không cần thiết hoặc có thể gây hiểu lầm về vai trò của các nhân vật. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ cũng cần được thể hiện một cách văn minh, tránh biến thành chỉ trích mang tính công kích cá nhân hay xúc phạm. 4. Cần lắng nghe và đối thoại. Trong một xã hội đa dạng, việc có những ý kiến khác nhau là điều bình thường. Thay vì chỉ trích, cộng đồng nên khuyến khích đối thoại và lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau. Điều này giúp nâng cao chất lượng tranh luận và tránh những hiểu lầm không đáng có. Kết luận: cộng đồng mạng có quyền phản đối nếu họ cho rằng phát ngôn của tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là không phù hợp. Nhưng việc này cần được thực hiện một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Quan trọng hơn, chúng ta nên tạo ra một không gian đối thoại mở, nơi mà những quan điểm khác nhau có thể được thảo luận một cách tôn trọng lẫn nhau và cân nhắc. Thưa tất cả các bạn, nhân sự kiện gần đây về ông Thích Trân Quang, tôi thấy cần phải nói rõ để các bạn hiểu đúng sự việc, sự thật của vấn đề. Gần đây, tôi có được biết một số thông tin trên các mạng xã hội xung quanh cái sự kiện về ông Thích Trân Quang. Thì tôi thấy cần phải nói rõ để mọi bạn đọc và những người theo dõi trên mạng để biết được thông tin một cách đầy đủ, chính xác và chân thực, khách quan hơn. Trước hết, tôi muốn nói với các bạn cái điều là cách đây cũng đã 3-4 năm rồi. Khi ấy, chúng ta còn ở trong cái thời kỳ mà chưa khắc phục cái gì Covid ấy. Ông Thích Trân Quang là trụ trì cái thiền tôn Phật Quang ở núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu, có mời tôi vào nói chuyện với đông đảo Phật tử trong đó nhân lễ Phật đản. Mà cũng thời gian 3-4 năm rồi, tôi cũng không thể nhớ rõ hết được, mà có cái sự kiện như vậy. Đấy là khởi đầu của việc ông Thích Trân Quang biết tôi và tôi đã tiếp xúc với mọi người ở trong cái chùa thiền tôn Phật Quang đó. Tôi nhắc lại là trong bối cảnh dịp Phật đản để nghe nói chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Sau đó, ông Thích Trân Quang đã bảo vệ luận án tiến sĩ luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo của ông. Đối với Đại học Luật Hà Nội là nơi tôi cộng tác khoa học từ đã lâu, và nhà trường có mời tôi đến dự cái buổi bảo vệ luận án này vì tư cách là khách mời
tôi không phải là tập thể và người trong tập thể hướng dẫn luận án của ông Tích Trân Quang, càng không phải thành viên trong hội đồng chấm luận án. Đến dự với tư cách khách mời thì tôi nghe các ý kiến phát biểu của hội đồng, của tập thể các nhà khoa học hướng dẫn ông Tích Trân Quang về bản luận án này, thì tôi cũng có lời khen ngợi và cổ vũ. Đây cũng là một chuyện tôi cho là rất bình thường, bởi vì với một con người ham học, hiếu học mà lại vượt qua được nhiều khó khăn, bận rộn về thời gian, vừa là một nhà tu hành, lại vừa tiếp tục nghiên cứu về mặt khoa học, mà đã đạt được thành công như vậy, như hội đồng đánh giá, thì một lời khen tôi nghĩ rằng là cần thiết và cũng là chuyện rất bình thường. Tôi khen ông Thích Trân Quang về ý chí học tập, về nghị lực phấn đấu để đạt được cái thành công như hôm nay ông bảo vệ luận án mà đông đảo mọi người dự đều biết. Và như các bạn đều biết, đến dự một buổi luận án, đối với buổi bảo vệ luận án, thì việc một mấy lời khen ngợi cổ vũ tác giả luận án là một chuyện rất là bình thường, không có vấn đề gì đâu. Và tôi chỉ nói rõ một cái nhận xét là giọng nói, diễn đạt và hình ảnh, diện mạo về tinh thần của ông Quang ấy, còn con người cũng có phải phúc hậu. Tôi khen là khen khi đó thôi. Và gần đây tôi thấy có một sự xuyên tạc rất là có dụng ý, là lại nói rằng tôi đã so sánh ông Thích Trân Quang với Bác Hồ là một điều hoàn toàn không đúng sự thật và không bao giờ có chuyện như vậy. Tôi khen hình ảnh của ông, hình hài của ông, giọng nói của ông, chứ không bao giờ đem so sánh với tư tưởng đạo đức của vĩ nhân, sự nghiệp của Bác Hồ của chúng ta. Tôi kiên quyết bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối về cái việc xuyên tạc này. Đến đây chúng tôi xin dừng ý kiến. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.